Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với STKID TV. Ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình bong bóng, hình con sâu và con sâu con. Để tạo hình được con sâu, chúng ta cần có 5 quả bóng, 5 màu khác nhau. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bước đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu trắng lên chưa khoảng 4 ngón tay. Chưa lại còn khoảng 4 ngón tay. Quả nho nữa, tạo một vòng tròn khoảng 8 ngón tay.
làm vòng tròn này. Một quả nha. Và ta cũng tạo một vòng tròn và 8 ngón tay. Tiếp tục thổi quả màu và lên. Cái này ta chừa khoảng tầm 6 ngón tay. Quả cuối cùng chừa khoảng 6 ngón tay. Tắt con quả màu hồng. Một cái quả nho. Ở đây hồi nãy mình tạo là 8 ngón tay, bây giờ mình sẽ giảm nhỏ lại 7 ngón tay. Xong tiếp tục giảm nhỏ lại 6 ngón tay. Và cái này tiếp tục giảm nhỏ lại khoảng. Còn còn lại tập làm cơ quá. Và phần dư này ta gắt bỏ. Rồi ta lấy cái màu trắng, ta phải lần lượt qua các màu. Rồi ta kéo dần. Sâu ta thổi một khúc ngắn thôi nha. Trong này các bạn nhé. Rồi ta chuyển hơi ra chính giữa. Rồi ra đoạn giữa nào. Rồi ta cầm ở đây. Cầm sang lại. Ta chia đôi. Thank you.
mặt cho ông sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm con sâu con nha. Đây là con sâu và thì chúng ta tạo sâu con. Để tạo sâu con chúng ta chỉ cần hai quả bóng thế này nha. Đầu tiên ta thổi quả bóng màu xanh lá cây nhẹ lên. Ta thổi chiều khoảng 7 ngón tay. Ta đầu tiên ta sẽ tạo một quả nho nhỏ xíu đây. Rồi ta lại tạo một vòng tròn khoảng tầm gần 5 ngón tay. Tiếp tục ta tặng một quả nho nhỏ nữa, xíu đây khoảng 1 tay thôi. Cái này ta tặng khoảng 6 tay. Tiếp tục ta sẽ tặng một quả nho nhỏ xíu đây nữa. Cái này quay trở lại khoảng 5 ngón tay. Rồi ta có. Tiếp theo ta bật một khúc khoảng 2 ngón tay. Và 2 quả nho. Để ta làm 2 con mắt nha. Tiếp theo ta kéo ra xoắn lại. Cho ta được con mắt. Bây giờ ta sẽ nhét cái này vô phần. Điểm cho chút sô cô đó, chúng ta cũng đã được con sâu con và đây là con sâu. Con sâu, sâu con, hai con, nha. Ok, chú Hề ST làm được, các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.